Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với quy mô gần 200 tỷ đồng trước trận chung kết Euro 2021. Ngày 9 tháng 7 năm 2021, lực lượng công an bắt giữ Phạm Văn Thao, Nguyễn Chí Hướng, đều sinh năm 1991, Vũ Văn Luân sinh năm 1992, Vũ Duy Hậu sinh năm 1993, Lương Văn Chuẩn sinh năm 1989, đều ở thị xã Mỹ Hào, thu giữ 2 xe ô tô, 2 máy vi tính, một số thiết bị khác và gần 400 triệu đồng. Từ đầu tháng 6 năm 2021 đến nay, đường dây trên đã lợi dụng giải Euro 2021 và Cúp bóng đá Nam Mỹ để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng bongda.com với số tiền giao dịch gần 200 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng mạng Internet và các ứng dụng mạng xã hội để liên lạc với nhau. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tạm giữ 5 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng. Đấu tranh điều tra xác minh, tránh các đối tượng tiêu hủy tang vật.